Nghề đan móc len sợi thủ công vốn là nghề tay trái của công việc nữ công gia chánh. Nghề này đã giúp những người có bàn tay khéo léo và niềm đam mê với nghề thủ công không chỉ thỏa mãn sự sáng tạo mà còn thêm cơ hội kiếm tiền mưu sinh. Hồi nhỏ là cô học theo mấy cô mấy bà nên là cô biết móc. Rồi sau đó lớn lên là cũng bỏ lâu rồi, sau này mới trên YouTube thấy nhiều mẫu ra, bắt đầu mình mới theo mình học. Mình tự học theo rồi mình sáng tạo. Về nghề len này thì mình, một là mình dùng kim móc, hai là mình dùng que đan. Que đan là dùng hai cái cây đan vào nhau thì mình đan áo, đan sản phẩm tú cũng được. Mà thông dụng hơn thì mình dùng một cái kim móc này thì mình dễ sử dụng và dễ học hơn. Hàng thủ công mỹ nghệ từ kỹ thuật đan tay rất phong phú khi nguyên liệu dây đan còn có thể là từ sợi lục bình, nguồn gốc thực vật cho đến chỉ len chất liệu cốt tông. Tùy vào tài nghệ riêng của người thợ đan mà sản phẩm có những hồn cốt khác nhau. Tết thì thường là có hoa len và có những cái chậu mà cái quýt ấy, cái tắc á, đan móc bằng thủ công. So với khác với cái sản phẩm mà dệt công nghiệp là sản phẩm thủ công nó tạo ra những cái sản phẩm có thể là riêng biệt, không có giống công nghiệp. Nó có khi chỉ là một sản phẩm thôi, không làm lại cái thứ hai. Rồi nó có cái yếu tố là cảm thấy những cái sản phẩm nó có hồn hơn. Ví dụ như con thú bông thì mỗi người thợ sẽ làm ra một cái hình dạng để tạo khuôn mặt của em bé, cái con thú bông nó khác nhau. Sản phẩm làm thủ công và trong chuyện bán hàng thì hiện nay có những nhà phân phối đảm nhận khâu đầu ra thị trường. Muốn đan len được thì đầu tiên cần phải có sự khéo léo và tỉ mỉ. Ngày thường thì bên em chuộng chủ yếu là những màu bình thường, những màu tối. Còn vào dịp Tết thì bên em sẽ đưa ra thêm những cái màu sáng hơn để phù hợp với những bạn trẻ, những anh chị mà phục vụ cho việc đi chơi Tết. Theo phân tích từ phía nhà phân phối thì ở góc độ sản phẩm mang tính thương mại, bởi tính đơn chiếc, cá thể và độc đáo nên sản phẩm đan móc len sợi thường có giá thành cao so với sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt.